Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ lại giới thiệu đến mọi người một món ăn vặt nữa nha. Ở cái thời tiết mà nóng như thế này mà mình ăn món này thì rất là hợp lý nha. Hôm nay mình sẽ làm món chè xoài nha mọi người. Chè xoài thì đương nhiên nguyên liệu chính nó sẽ là xoài rồi. Đây là sữa đặc, đường. Hôm nay mình không mua được hạt trân châu nên là mình chuẩn bị luôn ở đây một ít bột năng để làm hạt trân châu nhé. Nếu như mua được hạt trân châu thì làm nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà hôm nay không mua được thì mình tự làm luôn hạt trân châu nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nhào cái bột này trước. Rồi, ở đây mình có chuẩn bị một bát bột năng này với lại một ít bột nếp nhé. Bây giờ mình sẽ trộn chung nó vào với nhau. Mình sẽ cho vào đây 3 thìa đường. Rồi. Mình đảo đều cái hỗn hợp này lên trước nhé. Còn sữa thì mình cho vào sau. Bây giờ mình sẽ cho vào đây. Sẽ cho vào đây 2 thìa sữa đặc nhé mọi người. Mình để đảo đều lên. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một ít nước ấm này để mình nhồi cái bột năng nhé. Mình cho ít một thôi. Rồi, cái bột năng của mình đã nhồi xong đấy nha mọi người. Mọi người cứ nhồi cho đến khi nào nó dẻo lại như thế này mà nó không dính tay là được này. Bây giờ mình để đây cho khoảng nửa tiếng nhé. Rồi mình sẽ đem đi mình luộc. Rồi, xoài của mình đã cắt xong ra như thế này rồi nhé mọi người. Ở đây còn một quả. Quả này mình sẽ không xay nhé. Mà tí mình sẽ cắt vuông như thế này này. Rồi mình sẽ cho vào chè sau nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình xay cái này. Ở đây mình chuẩn bị 2 hộp sữa tươi nhé mọi người. Để mình cho vào lúc xay cho nó dễ nhé. Với lại đổ nốt cái chỗ sữa đặc còn lại lúc nãy vào. Rồi. Cái bột để làm viên trân châu của mình để cũng được đó nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi mình vê viên nhé. Mình rắc một, để lại một ít bột năng mình rắc ở đây. Rắc một ít bột áo đây cho nó khỏi dính. Rồi. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi nhé mọi người. Mình cho nốt cái đường còn lại vào này. Bây giờ mình sẽ cho trân châu vào nhé. Cái hạt trân châu của mình nó đã chín rồi nhé mọi người. Mình chuẩn bị sẵn một tô nước đá nhé. Bây giờ mình vớt cái này ra xong rồi mình cho vào tô nước đá luôn.
Cái món chè xoài của mình đã xong rồi nha mọi người. Cái này mọi người nhớ để mát ăn nó mới ngon nhá. Rồi giờ mình ăn thử xem làm sao nào. Nhìn hấp dẫn quá. Thơm lắm. Thơm mà rất là ngọt. Ngon tuyệt vời. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Ngon quá mọi người. Chào mọi người, clip sau nha.